Không vấn đề gì đâu, chỉ có bục thủng trước thì là ấy rồi. Bình thường ra cái này khai thác ra đã có chứng thư rồi mà. Xin ấy, bao giờ em xin đội đại lý đấy. Đúng rồi. Sướng. Dạ, vào kho lắp phết sướng nhất. Nhiều khi nhanh giật mình đúng không? Đúng rồi, nhanh giật mình. Không ngờ. Ờ, không ngờ lại giờ đại lý qua kho này ít nhỉ. Đúng rồi. Nó mấy con kia giá nó thấp, cái thứ hai là nó có kiểu dạng như quan hệ con niếc hết rồi. Coi là thế, nó có quan hệ niếc, nó làm có hết rồi là chuyển nghiên việc nó cũng nhiều. Đúng rồi. Cảng 3 thôi, cảng 2 rất là ít. Ừ. Liên Việt bây giờ nó về nhiều phết đấy. Nó kho đầy hàng. Ờ. Nó kéo về chắc là giá nó rẻ sao. Đúng rồi, đúng rồi. Giá là một bên em đi làm xe em ngại nhất là nhân viên. Ờ. Nó xà quá. Khổ nhất là đội chạy lận rồi. Đúng rồi. Chính xác. Em vào kênh Hải Phòng Logistics nhá. Bốc qua tí anh ghi thôi. Bộ quay tí anh ghi cho. Thank you.